Khi nói về ông đồ, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh người già, râu tóc bạc phơ. Thế nhưng lại có một ông đồ chỉ mới 23 tuổi. Với hơn 14 năm theo đuổi, Đỗ Nhật Thịnh đang trở thành gương mặt trẻ nổi bật trong lĩnh vực thư pháp Việt. Khởi nguồn từ niềm đam mê với loại hình nghệ thuật dân tộc truyền thống này, Nhật Thịnh luôn chủ động tìm tòi, góp nhặt kinh nghiệm từ người đi trước để tạo ra phong cách riêng cho mình. Nhật Thịnh được nhiều người gọi là ông đồ 4.0 vì anh đã mài mò, cải tiến cách thể hiện nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với những người trẻ tuổi. Trăn trở về hướng đi lâu dài, Thịnh nảy ra ý tưởng về một cách thức truyền tải gây ấn tượng mạnh. Ngoài mực tàu giấy đỏ, chàng trai sử dụng chất liệu mới như giấy bồi lụa, giấy bò cứng, gỗ, vải, đá để tạo nên sự phong phú và đa dạng. Trong thư pháp, xuất phát từ chữ tâm của người cho chữ, một tác phẩm thư pháp không đơn thuần là nghệ thuật mà còn là sứ giả nhắn gửi lời hay ý đẹp đến với công chúng. Nhật Thịnh chính là một trong những ví dụ của những bạn trẻ ngày đêm trăn trở về vấn đề làm sao phát triển được văn hóa dân tộc đồng điệu với sự phát triển của thời đại.